quý vị, Văn phòng Tổng thống Nga xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen của Nga vào ngày 4 tháng 9 tới. Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ, cuộc hội đàm sẽ được tổ chức vào trưa ngày 4 tháng 9 tại Sochi. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực và không được gia hạn vào tháng 7 vừa qua. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp trực tiếp tại Astana, Kazakhstan vào tháng 10 năm ngoái. Tổng thống Putin và người đồng cấp Erdogan vẫn duy trì liên lạc sau đó. Cuộc điện đàm gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào ngày 2 tháng 8 vừa qua. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hồi tháng 7, Nga đã đình chỉ tham gia thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, giải thích rằng phần liên quan đến Nga trong thỏa thuận đã không được thực hiện. Tổng thống Putin không loại trừ việc nối lại sáng kiến này khi các điều kiện của Nga được đáp ứng, trong đó có việc kết nối lại ngân hàng nông nghiệp Nga với hệ thống SWIFT, nối lại nguồn cung cấp máy móc nông nghiệp và phụ tùng thay thế, dỡ bỏ lệnh cấm tiếp cận cảng và các vấn đề khác.